quăng lưới bắt cá. Hôm nay thế nào hả ông? Được ít tép nhỏ thôi, không ăn thua. Mai tôi sẽ đi xa một chút lên thượng nguồn, trên đó nhiều cá hơn. Phải đấy, mùa này trên đó đang nhiều cá lăng vàng. Cá ấy dạo này được giá gấp 3 năm ngoái. Lại có thương lái mua tận nơi, tôi cũng nghe nói vậy. Làm một chuyến nặng thuyền là có đủ tiền sửa lại cái nhà dột của mình rồi. Vậy thì ông cố gắng nhé. Sao không có con cá lăng nào? Mấy con cá dầm xanh này chả đáng bao nhiêu. Tranh thủ quăng lại lưới bắt cá lăng mới được. Hôm nay sao thế nhỉ? Cái mình mong đợi thì chẳng vào. Mấy con cá dầm rẽ thối ra lại cứ đâm đầu vào lưới. Ông ơi, nay chài thế nào? Cá lăng vàng đâu chẳng thấy, toàn cá dầm xanh, mà chỉ còn mấy con. Ôi, sao được ít thế? Mà không sao, cá dầm xanh còn quý hơn cả cá lăng. Giờ khách thành phố sành ăn, người ta đặt nhiều lắm. Hả? Tôi tưởng cá dầm xanh vẫn rẻ bèo như xưa, nên chán chả buồn lấy. Ông, thật là, suốt ngày ở trên thuyền có biết cái gì đâu. Ông nhớ kỹ đây, ngày mai, nhất định cá lăng vàng hay cá dầm xanh đều lấy hết. Tôi biết rồi. Cá lăng vàng, cá dầm xanh, cá gì cũng lấy. Gỡ mấy con tôm ranh này mất thời gian quá. Thôi, phải tranh thủ kiếm ít cá. Lạ thật, hôm qua thì lắm cá dầm thế, vậy mà hôm nay đã không còn con nào. Đúng là trời không đãi mình. Trời ơi, ông chưa bao giờ về tay trắng, sao lần này có vài con tôm thế này? Tôm với tép thì thiếu gì, tôi mà lấy thì khối. Tôi là tôi muốn đợi mẻ cá dầm xanh cơ. Có lẽ dạo này trên thượng nguồn nhiều người đánh bắt quá, nên dưới chỗ tôi chẳng có con nào. Rõ là lẩn thẩn. Biết thế tôi chẳng dặn dò gì cho xong. Làm gì cũng phải tùy cơ chứ. Không có cá lăng thì lấy cá dầm, không bắt được cá dầm thì bắt tôm, bắt tép, chứ ai lại thế này. Không sửa được căn nhà thì trước hết cũng phải lo cho miếng cơm manh áo đã chứ. Thì chài lưới mấy chục năm, xưa nay được gì tôi lấy nấy. Nhưng bỗng dưng chẳng hiểu sao lại kỳ vọng quá nhiều, thành ra lú lẫn mà bỏ qua hết cơ hội khác. Thôi, tôi hứa với bà, ngày mai có cá tôm gì tôi cũng lấy tất. Người ta bảo rồi, đừng có ảo tưởng quá nhiều, cơ hội có khi chỉ đến một lần thôi. Con ngựa ghen tị. Thế là hết một ngày. Sao cùng được một ông chủ nuôi mà anh thì sướng quá, suốt ngày được ở nhà chơi, cỏ sẵn tới tận miệng. Còn tôi thì suốt ngày nhông nhông ngoài đường, khổ cho cái thân tôi quá. Ông trời thật không công bằng mà. Anh lại đi ghen tị với tôi sao? Tôi thì mong như anh còn không được kìa. Anh ngày nào cũng được đi đó đi đây, biết chỗ nọ chỗ kia, chẳng biết gì ngoài cái xó này. Anh thì muốn được như tôi thì lại ước được như anh. Ước gì chúng ta có thể đổi được cho nhau thì hay biết mấy. À, tôi có cách này, anh xem có được không? Cách gì vậy? Hay lắm, được đấy. Heh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 
Ôi trời ơi, mày làm sao thế này? Sao chân lại tập tễnh thế kia? Ôi trời ơi, nguy rồi, chắc nó trẹo chân mất rồi. Thế này thì làm sao lên huyện được chứ? Hôm nay lại đúng phiên chợ, bỏ làm sao được? Hay thôi đành vậy, cho mày nghỉ tạm một hôm. Hôm nay chú mày chịu khó đi thay ngựa nha. Chà, mỗi chân một chút nhưng lại được ngắm cảnh, thật là thú vị. Nè, sao hôm nay anh lại dẫn bò đi thế hả ông bạn? Con ngựa của tôi hôm nay tự nhiên bị đau chân, chợ phiên nên không bỏ được. Tôi đành mang con bò này đi chở tạm vậy. Hả? Liệu nó có chịu nổi không? Được mà, anh cứ buộc hết lên đi. Đời thế này mới gọi là sướng chứ. Ông thân ơi, chắc là nó đây rồi. Tôi tưởng lão định bán con bò, hóa ra là con ngựa à. Chắc là nó đấy. Cái ông này là chúa hay đảng trí. Hôm trước ông ấy dặn tôi là ông ấy bận đi chợ, nếu tới nhà mà không thấy người thì cứ tự bắt. Cả sân chỉ có con ngựa này, chứ còn con nào nữa đâu. Phải rồi, thôi nhanh lên, bắt nó về còn kịp làm cổ cho người ta. Thịt ngựa còn ngon hơn cả thịt bò ấy chứ. Trời ơi, sao lại thế được chứ? Biết thế này thì chở hàng còn hơn. Không. À, cái con này láo. Đi nhanh. Vụ án con gà. Xin chào ngài. Chào ngài. Xin chào mọi người. Công nhận, ông ấy là vị quan tòa có 102 trên thế giới. Phân xử rất công bằng. Hàng trăm vụ đều phải tâm phục khẩu phục. Đúng thế. Mà phải công nhận ông ấy rất thông minh khi xử án. Ê kìa, có chuyện gì đằng kia kìa? Ông phải đền con gà này. Hả? Thôi, tôi xin ông, tôi chỉ lỡ tay thôi mà. Lỡ thì cũng phải bồi thường. Vậy tôi phải bồi thường bao nhiêu? 10 đồng. Hả? 10 đồng? Con gà nhỏ xíu của ông chỉ đáng mấy xu, mà ông đòi tôi phải bồi thường 10 đồng là sao? Con gà bé xíu chỉ mấy xu, vậy mà phải đòi người ta bồi thường những 10 đồng? Sao mà vô lý vậy chứ? Chứ không à, 2 năm nữa con gà này sẽ lớn lên, nó sẽ béo vàng, tôi sẽ bán được 10 đồng, thậm chí còn hơn nữa chứ. Vô lý quá, chẳng có một cơ sở nào hết. Quá đúng thật, có một con gà nhỏ xíu người ta lỡ làm chết mà bắt đòi thường những 10 đồng, chỉ đáng 5 xu, 10 xu là cùng thôi. Mà kìa, vị quan tòa đang đến kìa. Kính chào ngài. May quá, lại gặp ngài ở đây. Có việc gì mà súng đông súng đỏ ở đây thế? Dạ bẩm ngài, xin ngài hãy phân xử cho trường hợp của chúng tôi. Người đàn ông này nè, bất cẩn nên làm chết con gà của tôi. Mà lẽ ra tôi sẽ bán được 10 đồng trong 2 năm nữa. Tôi đòi anh ta phải bồi thường 10 đồng mà anh ta không chịu à? Vậy con gà đó đâu? Dạ nó đây ạ. Vậy có đúng là anh đã làm chết con gà này không? Dạ đúng ạ. Tôi đang phát mấy bao hàng đi qua cửa hàng gia cầm này. Không may tôi đã đánh rơi một bao đè lên con gà. Còn nhân gì nữa? Con gà đó có giá 10 đồng. Ta khuyên anh nên trả số tiền đó đi. Hả? Tưởng bị quan tòa xử công bằng lắm cơ mà. Sao lại thế được chứ? Hay ông ta là người nhà của ông chủ cửa hàng gia cầm nhỉ? Hay hắn đã biếu xén vị quan tòa nên ông ta mới ra mặt bên hắn như vậy? Thưa ngài, mọi người nói rằng ngài phân xử rất công bằng. Quả đúng như vậy. Bây giờ thì tôi có thể nói là không ai công bằng hơn ngài. Dạ, cảm ơn ngài. Luật pháp luôn luôn công bằng đúng không? Dạ, đúng là như vậy. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, 1 năm con gà ăn hết khoảng bao nhiêu ký thóc? Dạ, khoảng 1/2 bao thóc ạ. Vậy 1/2 bao thóc có giá bao nhiêu tiền? Dạ, 1/2 bao thóc có giá khoảng 5 đồng. Có lúc lên tới 6 đồng mà. Thôi, vậy sau 2 năm, con gà sẽ ăn hết tổng cộng 1 bao thóc đúng không?
Dạ đúng mà. Vậy nhà ngươi hãy trả cho người đàn ông này một bao thóc mà ngươi đã tiết kiệm được. Vậy là những hơn 10 đồng. Xin ngài hãy cho tôi lấy lại con gà này ạ. Còn anh ta thì thôi. Thôi không phải bồi thường nữa đâu ạ. Có thế chứ, thế mới công bằng chứ. Đúng là một vị quan tòa anh minh, đáng đời cái tham lam quái ác. Ai đáng khen nhất? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi! Bạn nhện đáng ghét! Có ai không? Cứu với! Chị nhện ơi! Chị nhện ơi! Mau cứu mũi vằn! Thân phận con tầm, kiếm ăn được mấy phải nằm giả tơ. Ừ, đúng là chết đến nơi mà còn ương ngạnh. Cái loại tầm ăn mãi cho đến già, sau đó mới nhả được ít sợi tơ rối tung rối mù, từng lớp bọc mình lại. Một lát nữa thôi, người ta sẽ đem đống kén này nhúng vào nước sôi, vớt ra thành sợi tơ dài. Thế là đi tông đời tầm. Đúng là loại tầm ngu xuẩn. Chị không thể áp đặt hạnh phúc của chị lên chúng tôi được. Chị nhìn xem, xung quanh tôi đây, những chiếc kén vàng ươm. Chúng tôi đem hết những tinh túy của loài tầm dâng hết cho đời, những vóc lụa mượt mà quý giá. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng mọi người luôn nhớ đến chúng tôi. Tiếng thơm của chúng tôi sẽ còn mãi mãi. Tiếng thơm khi đã về chầu Diêm Vương thì thơm cái gì chứ? Loài nhện các chị không hiểu đâu. Chị biết nghĩ đến bản thân. Nhiều khi quá tàn nhẫn chỉ để tồn tại một cách nhàn hạ. Các chị không bao giờ biết được những điều hạnh phúc khi làm những điều ý nghĩa cho đời cho người khác đâu. Đúng là gàn dở mà. Cứ đợi rồi xem. Kéo xong cái kén ấy, chị cũng không thể cao giọng được nữa đâu. Kén năm nay vàng ươm mà chắc nữa. Thế này thì thơ đẹp lắm đây. Ở đâu cũng chăn tơ bẩn hết cả nhà. Chú Tiểu.
Ừ, con đã quyết định chưa? Thưa thầy, con đã quyết định rồi ạ. Con sẽ lên đường đi chu du thiên hạ, du lịch bốn phương, học hỏi thêm nhiều điều hay lẽ phải trên đời. Tốt, con tuổi còn trẻ, nên đi đó đây, ngắm cảnh sông núi, tìm hiểu cuộc đời để mở mang thêm kiến thức. Con xin nhớ lời thầy dạy bảo. Vậy khi nào con lên đường? Thưa thầy, con định cuối tuần sau sẽ lên đường. Sao lâu vậy? Vì đường xá xa xôi, nên con đã đặt làm mấy đôi giày cỏ. Khi nào xong xuôi rồi, con sẽ lên đường ạ. Nếu con đã định như thế, ta sẽ nhờ các Phật tử quyên tặng cho con. Con cảm ơn sư phụ. Ôi, sao nhiều quá vậy? Các vị thí chủ đã quyên tặng cho mình theo đề nghị của sư phụ đây mà. Thầy quả là có uy phong chúng Phật môn. Ồ, thật là đẹp, lại vừa vặn nữa chứ. Thế thì mình đã có đủ giày cỏ rồi, phải đặt người ta làm thêm vài chiếc ô nữa, phòng khi trên đường gặp mưa. Sư phụ. Ừ, giày cỏ như vậy đã đủ cho con chưa? Thưa thầy, nhiều quá rồi ạ. Không sao, mang nhiều một chút, trên đường nếu có mòn hoặc rách thì còn có cái mà thay. Dạ. Đã đủ giày cỏ rồi, lúc nào thì con lên đường? Thưa thầy, con đang đặt làm vài chiếc ô, đề phòng trên đường gặp mưa lớn ạ. Phải lắm, con suy nghĩ rất chu đáo. Được, ta sẽ nhờ lòng hảo tâm của các vị thí chủ thêm lần nữa cho con vậy. Con cảm ơn sư phụ ạ. Rất đẹp, lại nhiều nữa. Sư phụ thật là tốt. Sư phụ. Ừ, thế nào, giày cỏ và ô như vậy đã đủ chưa? Thưa thầy, quá nhiều rồi ạ. Con không thể mang theo từng ấy giày cỏ và ô được. Mưa gió vốn bất ngờ, ai biết được con sẽ đi bao nhiêu dặm đường, gặp phải bao nhiêu trận mưa lớn. Ngộ nhớ giày cỏ rách, hỏng, còn ô thì ướt hết. Lúc ấy biết phải làm sao, cho nên con cứ mang hết chỗ ấy đi. Con còn có thể gặp không ít dòng suối, nhiều thác nước, băng qua sông, hồ nữa. Vì vậy, ngày mai ta sẽ xin các Phật tử quyên tặng cho con cả một chiếc thuyền. Con hãy mang theo nó trên đường luôn. Sư phụ, mục tiêu của con ở nơi xa, chặng đường của con ngay ở dưới chân. Mỗi bước đi của con đều có được một chút thành quả nào đó. Con hãy mang theo trái tim dũng cảm, thì mọi vật con cần tự nhiên sẽ có đủ ở trên đường. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, con hãy mang theo ý chí, quyết tâm của bản thân và lên đường bằng chính đôi chân mình. Đừng quá chờ đợi và phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà để lỡ mất cơ hội rồi phải hối hận về sau. Thưa thầy, con đã hiểu rồi ạ. Con sẽ đi ngay bây giờ và không mang theo một thứ gì cả. Xin thầy ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng gì cho con. Con nhất định sẽ trở về sau khi thành tài. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.